savatomeachau.vn. Xin chào mọi người, hôm nay Savatomeachau sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một trong những cái dòng định vị mà cao cấp nhất bây giờ năm 2019 mà chúng tôi vừa mới nhập về. Đó là dòng sản phẩm định vị AC Plus A8, định vị AC Plus 16, con định vị AC Plus 01, AC Plus 02. Tất cả các dòng định vị này đều có tính năng định vị các bạn nhé. Bây giờ thì xin phép được chia sẻ sâu hơn về các dòng thiết bị này. Thứ nhất, sản phẩm Savatomeachau.vn có hai dòng định vị mà các bạn có thể lựa chọn. Một là dòng định vị sử dụng bằng pin sạc, tức là các bạn có thể sử dụng xong hết pin và chúng ta có thể lấy cục sạc của điện thoại và chúng ta sạc cho nó. Đây chính là hai con này, sử dụng bằng dòng pin sạc hết rồi lại sạc. Mỗi một lần sạc từ 1 cho đến 2 tiếng thì chúng ta có thể sử dụng được từ 2 cho đến 4 ngày, tùy mức độ sử dụng nhiều hoặc ít mà nó sẽ hết theo thời gian thôi. Còn hai cái dòng sản phẩm AC Plus 01, AC Plus 02 như thế này thì chúng nó sẽ sử dụng bằng nguồn trực tiếp của ắc quy xe ô tô, xe máy hoặc xe đạp điện, tức là các bạn có thể đấu trực tiếp vào nguồn của ắc quy nằm trong xe ô tô hoặc xe máy hoặc xe đạp điện đó mà chúng ta sẽ không cần phải sạc nữa, ok không ạ? Tất nhiên là hai dòng này, một con chạy bằng pin sạc, một con chạy bằng ắc quy, nó có những cái ưu điểm riêng của nó. Ví dụ như con chạy pin như này, siêu nhỏ như này, chúng ta có thể cất giấu vào bất kỳ một cái vị trí nào rất là thuận lợi, ví dụ như để trong cốp xe máy, để trong túi sách trẻ con, cặp sách người lớn, để quản lý xe hoặc quản lý con cái. Còn những thiết bị này nó có một cái ưu việt rất riêng, đó là không cần phải tháo sạc mà chúng ta để cố định ở trong xe, cũng là một cái lựa chọn khá là tốt cho tất cả mọi người có nhu cầu. Vậy Savatomeachau cũng rất hy vọng các bạn sẽ có những cái lựa chọn hợp lý để có cái mục đích sử dụng tốt nhất cho các bạn. Còn riêng tất cả những dòng sản phẩm này, chúng ta đều phải sử dụng một cái SIM, đó là SIM điện thoại. Tất nhiên như con này, con AC Plus này, nó sẽ sử dụng bằng cái SIM, không cần phải SIM 3G đâu các bạn nhé, mà chỉ cần trong SIM có tiền trong tài khoản. Vì cái này nó sử dụng một công nghệ ô tế bào, tức là sử dụng bằng các cột thu phát sóng của nhà mạng, nên mình chỉ cần lấy điện thoại nhắn tin vào thiết bị này để kích hoạt thiết bị, tức là nó chỉ sử dụng bằng tin nhắn để kích hoạt chứ nó không sử dụng bằng 3G các bạn nhé. Nhưng con này thì lại khác. Tất nhiên con này là dòng cao cấp, nó sử dụng bằng phần mềm, tức là mình phải tải một cái phần mềm về điện thoại và trong cái SIM này phải đăng ký 3G, tức là đã đăng ký mạng internet tốc độ cao thì mình sẽ quản lý cái thiết bị này qua phần mềm điện thoại, ok không ạ? Tất nhiên cả hai con này cũng như vậy nhé các bạn nhé, đều phải sử dụng bằng SIM 3G, tức là các SIM đã được đăng ký internet. Đấy thì Savatomeachau cũng vừa giới thiệu cho tất cả các bạn, mọi người biết tất cả những cái dòng sản phẩm định vị. Còn vào một cái video tiếp theo thì chúng tôi sẽ giới thiệu từng cái tính năng của các sản phẩm này, nó sử dụng như thế nào. Và tất nhiên rồi, khi mà chúng tôi đóng gói và sử dụng cho và chuyển đến cho khách hàng thì kỹ thuật của sản phẩm Savatomeachau.vn sẽ test thử trước để tránh trường hợp hỏng hóc hoặc có những cái lỗi trước khi giao cho khách hàng. Và trên mỗi một sản phẩm như này thì chúng tôi sẽ có một cái tờ hướng dẫn, chúng tôi đã dịch bằng tiếng Việt, nó chỉ có 4-5 dòng thôi, các bạn đọc cái này các bạn sử dụng thành thạo cái thiết bị này, ok không ạ? Còn các bạn muốn tham khảo thêm thông tin thì các bạn có thể truy cập vào sản phẩm thông minh Savatomeachau.vn hoặc số hotline tôi để dưới đây để các bạn có thể alo để có một cái giá tốt nhất cho tất cả mọi người. Chúng tôi chuyên bán sỉ, bán lẻ tất cả các thiết bị nghe, định vị, GPS cho ô tô, xe máy, cho vật nuôi, rồi quản lý con người. Savatomeachau.vn rất mong mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu các bạn cần liên hệ thì hãy liên hệ với tôi qua số hotline 0974951839, xin nhắc lại 0974951839 hoặc website savatomeachau.vn. Savatomeachau cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào cái video review vào cái sản phẩm lần sau các bạn nhé. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì hãy liên hệ ngay để các bạn sẽ được trợ giúp và sẽ có một cái giá tốt nhất. Còn chi tiết về các sản phẩm của các dòng định vị chạy pin hoặc là chạy ắc quy thì chúng tôi xin phép được để cái video lần sau chúng tôi sẽ giới thiệu sâu hơn cho tất cả mọi người. Các bạn có thể ngắm nhìn lại một lần nữa tất cả các thiết bị ở đây. Chúng tôi còn chuyên cung cấp cả các loại thiết bị phát hiện máy định vị và nghe nén bị cài trộm mà chúng ta không thể phát hiện ra nó có bị cài trộm trong xe hoặc trong túi của các bạn hay không, thì bên tôi đã có những cái dòng thiết bị nó phát hiện cái thiết bị định vị hoặc nghe nén các bạn nhé.
Đấy thì có rất nhiều các lựa chọn khác nhau, thì các bạn có thể liên hệ hoặc truy cập vào cái website sản phẩm tomiyachou.vn để các bạn có thể biết thêm chi tiết. Còn mọi người rất nhiều, chúc mọi người có một tuần mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, luôn thành công với công việc của mình. sản phẩm tomiyachou.vn. Cảm ơn. Sản phẩm Tomiyachou, nơi đỉnh cao công nghệ.